Xin chào anh em. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà chọn coin khi mà anh em tham gia đầu tư vào cái thị trường crypto này. Ở trong này thì mình sẽ phân loại các đồng coin này ra làm ba nhóm. Nhóm đầu tiên thì mình sẽ để là đồng Bitcoin, nhóm thứ hai là các đồng altcoin và cuối cùng là những cái đồng coin rác trên thị trường. Ở trong này thì mình sẽ phân loại nó dựa theo tiêu chí là phân loại theo vốn hóa thị trường, rồi tỷ lệ lợi nhuận cộng với rủi ro khi mà anh em tham gia đầu tư vào các cái nhóm đó, các đồng đó. Ở đây anh em lên trang Coin Market Cap thì mình sẽ thấy nó sẽ phân loại coin, nó sẽ xếp cái thứ tự coin theo cái vốn hóa thị trường của nó. Ví dụ như đầu tiên là đồng Bitcoin, nó là đồng tiền là cái vốn hóa của nó lớn nhất trên thị trường, rồi sau đó là đến những cái đồng ở phía dưới này. Đó thì mình sẽ phân loại dựa trên Market Cap. Thì Market Cap nó là nó cho mình biết được là quy mô của cái đồng coin đó so với cái thị trường là như thế nào. Ví dụ như đồng Bitcoin hiện tại là cái tỷ trọng của Market Cap nó chiếm tới 40 mấy % đó. Thì tương tự như vậy, những cái đồng khác thì nó cũng sẽ dựa trên cái Market Cap để mà nó so sánh về cái mức độ, cái quy mô của cái đồng đó. Rồi ở đây thì mình sẽ nói lần lượt từng cái nhóm. Đầu tiên là đồng Bitcoin. Bitcoin thì anh em biết nó là đồng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, là đồng đầu tiên được tạo ra trên thị trường này, và nó sẽ là đồng coin mà nó chi phối đến tất cả các cái đồng khác trên thị trường. Một khi mà Bitcoin nó biến động thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới toàn thị trường luôn đó. Rồi ở đây mình sẽ có cái tiêu chí để mà mình nói về lợi nhuận và rủi ro của nó. Thì ở đây thì mình sẽ lấy cái thang điểm 10 để mà mình xếp các cái nhóm coin này theo cái tiêu chí là lợi nhuận và rủi ro. Đó thì anh em đầu tư vào Bitcoin thì lợi nhuận và rủi ro thì mình đánh giá nó rất là thấp, lợi nhuận thấp và rủi ro cũng thấp luôn. Ở đây là mình cho điểm của nó là 2/10. Thì 2/10 này có nghĩa là bây giờ anh em đầu tư vào cái con coin A đi. Đó, một người là đầu tư vào con coin A và một người sẽ đầu tư vào Bitcoin. Thì bây giờ nếu như mình lợi nhuận á, nếu mà người có cái đồng A mà lợi nhuận là 10% đi. Đó, thì cái người B mà đầu tư vào Bitcoin á thì lợi nhuận của nó chỉ là 2% thôi. Đó, lợi nhuận thấp hơn rất là nhiều so với cái người còn lại. Rồi, lợi nhuận mà thấp á, thì rủi ro chắc chắn cũng sẽ thấp hơn. Đó, bây giờ nếu như mình cái đồng A mà nó chia 10 đi, nó chia 50% đi. Đó, nó chia 50% thì đồng Bitcoin nó chỉ chia vài phần trăm thôi. Đó, lợi nhuận và rủi ro nó đi song hành với nhau. Rồi, thì đây là cái đồng Bitcoin này là cái đồng mà nó an toàn nhất trên thị trường. Đó, tại vì nếu như mà cái đồng này mà nó có biến động thì những cái đồng khác nó biến động rất là lớn. Rồi thì tiếp theo là nhóm altcoin. Altcoin thì nó có rất là nhiều loại. Thì đây anh em chú ý cho mình này, altcoin thì nó có tới mấy ngàn cái đồng coin, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái đồng để mà nó dẫn đầu của cái đám altcoin này. Đó là ở đây anh em lưu ý cho mình là hai cái đồng dẫn đầu là đồng ETH và đồng BNB. Đó, ETH là nó có vốn hóa xếp thứ 2 chỉ sau Bitcoin, và đứng thứ 3 là đồng BNB. Đó, hai đồng này nó có vốn hóa lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 trên thị trường. Đó, những cái đồng này là nó dẫn đầu cái đám altcoin này. Đó, đây là cái đồng, những cái đồng mà nó cái mạng lưới của nó. Đó, ví dụ như mạng Ether và mạng Ethereum và cái mạng Binance Smart Chain hiện tại á, những cái mạng này nó được sử dụng để mà nó khởi chạy các cái hợp đồng thông minh, và nó cho những cái lập trình viên nó xây dựng các cái ứng dụng phi tập trung. Đó, các cái ứng dụng này. Rồi và những cái mạng lưới này thì nó còn được các cái được sử dụng để mà nó tạo ra được những cái loại token khác. Đó, thì ví dụ là anh em muốn tạo ra một cái đồng token đi thì mình phải sử dụng phần lớn là sử dụng những cái mạng lưới này để mà mình tạo ra nó. Rồi thì lợi nhuận của cái nhóm này, tức là hai đồng này, thì lợi nhuận của nó mình đánh giá là mức trung bình, tức là 4/10. Đó, thì khi mà đầu tư vào hai nhóm này thì lợi nhuận của nó sẽ cao hơn so với đầu tư vào Bitcoin. Đó, rồi tiếp theo là các cái nhóm altcoin mà nó nằm trong top 10 của Market Cap. Đây thì anh em có thể thấy đây là mình có những cái đồng như là đồng XRP này, đồng Soi, đồng ADA, rồi đồng LUNA, đồng Avax này. Đó, những cái đồng nằm trong cái top 10 này. Thì đây là những cái đồng coin là nó có cái vốn hóa nó cũng khá là cao. và nó đã có một cái vị trí nhất định trên thị trường rồi đó, nó đã tức là nó đã thành công ở trong một cái khoảng thời gian gần đây rồi đó, thì nó nhảy vào top 10 đó. Thì mình đánh giá lợi nhuận và rủi ro trong cái nhóm này sẽ là cũng khá là cao đó, lợi nhuận cũng cao đó, nó cao hơn so với anh em đầu tư vào hai con ETH và BNB đó. Rồi rủi ro thì nó cũng tương tự như vậy, rủi ro của nó cũng sẽ cao hơn đó. Ở đây mình đánh giá cái thang điểm của nó là 6/10. Tiếp tục là những cái đồng coin nằm trong cái top 11 trở đi, tức là ở đây những đồng này đây, kể từ đồng Dogecoin này đó, nó có vùng hỗ nằm trong khoảng là cái vị thứ 11 trở xuống ở đây đó, trở xuống cho tới cuối cùng luôn đó. Những cái nhóm này thì đây là những cái đồng coin mình đánh giá nó có tiềm năng và nó có thể nó đang phát triển, và rất có thể là trong tương lai nếu như anh em chọn đúng những cái đồng coin nằm trong một trong số những cái đồng coin này thì nó có thể có khả năng nó lọt vào trong cái top 10 vốn hóa thị trường đó, tức là nó có khả năng tăng trưởng đó. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em biết được là đây là nó đang có tiềm năng thôi đó, tại vì những cái đồng nằm ở trên top thì nó được khẳng định rồi, nó có vị trí rồi, còn đây là những cái đồng cái vốn hóa của nó sẽ tăng và giảm liên tục như vậy đó. Mà nếu anh em mà chọn đúng coin thì nó sẽ cho mình cái lợi nhuận rất là cao đó, nhưng mà nếu như mà mình chọn sai, mình chọn những cái đồng coin mà cái đội ngũ phát triển của nó không tốt thì nó đem lại cho mình cái rủi ro cũng rất là cao đó. Ở đây thì mình sẽ đánh giá cái nhóm này sẽ là 8/10. Rồi cuối cùng là những cái nhóm coin rác. Coin rác là mình định nghĩa nó là các cái đồng coin mà nó có vốn hóa thị trường rất là thấp. Cụ thể thì anh em có thể tìm kiếm những cái đồng coin mà nó có vốn hóa bé hơn 100 triệu đô đó. Thì đặc điểm của cái nhóm này là nó sẽ vì vốn hóa của nó rất là thấp, vì vậy là nó sẽ rất là dễ bị những cái con cá mập ở trên thị trường nó bơm, tức là nó đẩy giá lên rồi nó xả ra, nó bán xuống đó. Thì khi anh em đầu tư vào cái nhóm này thì lợi nhuận nó sẽ rất là cao luôn, và rủi ro cũng sẽ rất cao. Ở đây mình đánh giá cho nó là 10/10 luôn đó. Ví dụ như anh em chọn những con coin này thì anh em biết được là khi mà mình vào mà mình thắng á, thì mình có thể x10, thậm chí x20, x30 là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu như mà rủi mà mình chọn sai thì có thể chia 80%, 90%, đó là chuyện rất bình thường đó. Ở đây thì để mà muốn tìm những cái con coi rác như vậy thì ở trong này anh em sẽ thấy nó có rất là nhiều ở đây. Đây, những con coi rác thì anh em thấy đặc điểm của nó là cái vốn hóa của nó rất là nhỏ, khoảng tầm vài chục triệu thôi đó. Mà vài chục triệu như thế này thì những con cá trên thị trường thì nó sẽ đẩy giá lên và nó đẩy lên đẩy xuống đó, tức là nó làm giá rất là dễ dàng luôn đó. Vì vậy anh em mà đầu tư vào mấy cái con này thì phải cẩn thận nha. Rồi thì đó là một vài cái nhóm coin mà tức là mình phân loại nó ra dựa trên vốn hóa thị trường, rồi cái tỷ lệ lợi nhuận cộng với rủi ro khi mà anh em đầu tư vào những cái đồng đó. Ở đây thì mình sẽ lấy anh em một cái ví dụ, đó chính là mình sẽ cho anh em xem về khi mà thị trường nó tăng và giảm thì những cái nhóm đó thì nó sẽ tăng hay là giảm bao nhiêu phần trăm đó. Đầu tiên hết là đồng Bitcoin đi đó, trong cái đợt tăng trưởng vừa rồi thì nó tính từ ở dưới đáy này, nó tính từ dưới đáy tính lên đây, thì cái đợt tăng trưởng vừa rồi nó tăng là 136%. Rồi nếu anh em may mắn mà đầu tư vào trúng cái thời điểm nó ở đáy này thì anh em ăn được 136% đó. Rồi còn nếu như mà rủi, nhưng mà mình xui mà mình mua trúng cái đỉnh này thì anh em sẽ bị chia khoảng 52% đó, tức là mất hơn nửa tài khoản ra. Rồi tiếp theo mình sang đồng ETH đây đó. ETH thì lợi nhuận của nó cao hơn chút là 185% đó, lợi nhuận tính từ cái lần tăng trưởng này là 185%, nhưng mà đến khi mà nó chia thì cũng sẽ chia nhiều hơn đó. Bên này thì nó mất 52%, còn bên đồng ETH thì nó mất tới 55% đó. Đó tức là tỷ lệ lợi nhuận về rủi ro nó cao hơn bên đồng Bitcoin đó. Rồi tiếp theo là đồng BNB. Đồng này thì anh em biết được là khi mà nó tăng tới tầng 200%, 217% đó, bây giờ đủ đỉnh đây thì mình cũng sẽ bị chia đôi, cũng sẽ bị mất 51% đó. Đó thì anh em thấy cái tỷ lệ này này, ba cái đồng coin này, tức là đồng Bitcoin, ETH hoặc là BNB này đó, nó cho mình cái tỷ lệ lợi nhuận với rủi ro nói chung là cũng khá là an toàn đó so với những cái nhóm còn lại đó. Rồi bây giờ mình sẽ tới với những cái con trong cái top 10 đi, mình lấy ví dụ là đồng sói đi đó. Đồng sói này nằm trong top 10 là những cái con mà nằm trong top 10 của vốn hóa thị trường đó, này nằm trong con này hiện tại đang ở vị trí số 7. Thì cái đợt tăng trưởng vừa rồi là nó tăng tới tầng 900% đó. Rồi nhưng mà đến khi mà cái đợt mà nó suy giảm thì anh em thấy nếu mà ai lỡ đu đỉnh ở đây này thì tài khoản anh em bị chia 70% rồi đó, mình bay mất 70% đó. Tỷ lệ mà lợi nhuận thì cao thì rủi ro nó cũng sẽ cao thôi đó. Rồi tiếp theo là mình lấy một con nằm ở trong top 11 trở đi là con Kate. Con này là cái vị trí của nó là vốn hóa thị trường là 50 đó. Thì con này thì khi mà tăng trưởng thì nó tăng cũng là tầm 420%. Rồi khi mà nó giảm thì nó giảm ở đây, hiện tại cái đáy của nó là nó giảm tới tầng 88% đó, rất là kinh khủng đó. Anh em tưởng tượng là anh em đầu tư vào đây 100 triệu mà nó giảm 88% thì mình mất tới 88 triệu đó. Lợi nhuận nó cũng, cái nhóm này thì nó cũng hên xui đó, chọn đúng cõi thì nó mới có lợi nhuận cao, còn nếu không thì nó cũng bị chia tài khoản rất là nhiều đó. Rồi mình tới với những cái con mà rác đi, con rác ví dụ như con Dot đi. Con Dot thì anh em thấy là kể từ cái năm 2011 trở về trước á, thì cái giá của nó rất là thấp luôn đó. Những cái con Dot này mình, cái lúc mà trước khi mà nó bơm lên á, thì con này nó giống như con rác đó, tức là đa số anh em mình thấy Dogecoin là mình cứ nghĩ nó là tức là ít ai mà đầu tư vào con này. Con này thì thật ra cái giá của nó cứ đi sideways như vậy thôi đó. Rồi nhưng mà anh em biết được là cái con này là được bơm lên này đó, cái thị trường vào năm 2011 này cái con này là được bơm lên rất là kinh khủng đó. Từ cái đáy của nó mà nó tăng lên phạt tới tầng 24.000% luôn đó, tức là cái con này là được bơm lên rất là kinh khủng luôn đó. Thì nếu anh em may mắn mà mình chọn đúng những cái con như con Dogecoin này, mình đầu tư trước cái thời điểm 2011 2021 đó, thì mình sẽ lời nói chung là rất là kinh khủng luôn, tỷ lệ là mình đếm không được luôn đó, khủng khiếp. Rồi ở đây một con rác tiếp theo là con XR. Con này hiện tại đang đứng ở thứ 721 ở trên Coin Market Cap đó. Bây giờ nếu như anh em mà đầu tư vô con coi rác mà chọn trúng con này đi đó, thì anh em thấy từ cái đỉnh này này nó giảm một phát là xuống 96% đó. Nếu ai đầu tư 100 triệu thì mất hết 96 triệu rồi đó, mà chắc chắn là có ngay về bờ luôn đó. Thì anh em dựa trên những cái dựa trên những cái biểu đồ này thì anh em có thể đưa ra cái nhận định cho mình đó. Mình có thể chọn được những cái đồng coin để mình đầu tư đó. Thì ở đây anh em có thể chọn những cái nhóm coin nào để mà đầu tư. Cái này thì nó sẽ dựa theo thứ nhất là số lượng vốn của mình có này, rồi cách mà mình phân bổ vốn như thế nào này, rồi tỷ lệ lợi nhuận mà mình mong muốn là bao nhiêu này, và khả năng mà mình muốn khả năng mà mình có thể chịu rủi ro đó, tức là mình có thể bị mất vốn đó. Thì mình sẽ dựa trên 3 cái tiêu chí này để mà mình lựa chọn cả cái nhóm coin. Rồi ở đây thì nếu anh em mà có vốn lớn đi, có vốn lớn mà mình muốn đầu tư một cách an toàn đó, thì đây là mình sẽ chia theo cái tỷ lệ 70, 20 và 10% đó. 70% vốn của mình đó, thì mình bỏ vào đồng Bitcoin đó. Thì như theo như mình phân tích rồi thì Bitcoin thì nó là đồng an toàn nhất, nó lời ít nhưng mà nó rủi ro nó cũng rất là thấp đó. 20% còn lại thì mình để ở trong cái nhóm Altcoin. Anh em có thể chọn đồng ETH, BNB hoặc là các cái đồng trong top 10 đều được hết đó. Những cái đồng này thì nó sẽ cho mình tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn Bitcoin đó, nhưng mà nó có rủi ro cũng cao, vì vậy thì mình sẽ để vốn ít thôi. Rồi nếu anh em thích thì có thể bỏ vô 10% để mà mình đầu tư vào cái con coi rác hoặc là những con trend đó, những con theo cái xu hướng mà mình có thể bỏ vô đó một ít vốn. Nếu như mà nó tăng thì cũng sẽ mình sẽ kiếm được cũng rất là khá đó. Rồi trường hợp thứ hai đi, nếu như mà anh em thích mạo hiểm hơn một chút thì mình chia lại, mình chia là mình để vào trong Bitcoin mình để 30% vốn thôi, còn lại thì mình sẽ vào những cái đồng altcoin. thì mình có thể để vào trong con ETH BNB, hoặc là nếu được thì mình có thể nếu mà mình chịu rủi ro hơn chút nữa thì mình đánh những con trong top 10 đó, mình đầu tư vào những con top 10 hoặc là những con có cái vốn hóa thấp hơn nữa đó. Rồi cuối cùng là anh em nếu muốn thì mình có thể để tiếp tục để trong 10% vốn của mình để trong những cái con coi rác thôi đó. Nếu mình chọn đúng những con như này thì mình có thể bỏ vốn ít nhưng mà mình có thể sinh được lợi nhuận rất là cao đó. Thì nói chung là cái nhóm coi nào đó thì cũng sẽ là tùy thuộc vào cái mục đích của mỗi người thôi. Mọi người khi mà đầu tư nó sẽ có những mục đích về lợi nhuận khác nhau đó, và khả năng mà chịu rủi ro thì nó cũng sẽ khác nhau đó. Thì cái này thì nó sẽ là tùy từng người và không có bất kỳ một cái người nào mà nó giống người nào cả đó. Thì đó là qua cái video này thì mình muốn cho anh em một vài người mới, một vài cái thông tin về các cái đồng coin trên thị trường, lợi nhuận của nó như thế nào, rủi ro của nó như thế nào đó, để mà từ đó anh em có một cái thông tin để mà mình tìm một vài cái đồng coin để mà mình đầu tư cho nó phù hợp với cái lợi nhuận và những cái mà mình mong muốn. Rồi thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem cái video này. Nếu thấy cái thông tin trong video này hữu ích thì giúp mình nhận một like và một sub để ủng hộ kênh. Rồi xin cảm ơn anh em.